trong sáng của trái đất, những yếu tố làm trái đất tốt lên, làm cho mẹ thiên nhiên thực sự quay về với bản ngã của mình. Lấy cảm hứng từ ni lông, từ giấy báo và sự sáng tạo tuyệt vời của các bộ rất quay tặng cả đất mang đến là một thông điệp. Thank you.
cái gì nữa. Với hai màu chính là đen và trắng, sự kết hợp cùng những gam màu đa dạng trên những họa tiết của trang phục. Welcome to the fashion show, black and white, theme different. Từ giấy báo và
sự sáng tạo tuyệt vời của các cụ rất quay tặng cả đất mà đến là một thông điệp hết sức đơn giản nhưng cũng đầy sắc màu rõ ràng và sạch sàng đến với tất cả chúng ta. Hãy cùng chung tay để phát lại sự tinh khiết cho mẹ thiên nhiên. Là khói bụi, là ô nhiễm, là những tác nhân xấu từ chính con người chúng ta. Đây biểu trưng cho sự cá tính trong mỗi chúng ta. Nhưng bên cạnh đó, đây là những thứ cần đáng được lên án trong xã hội của chúng ta và đặc biệt để giúp cho trái đất trở nên trong sạch và tinh khiết. Chúng ta phải loại bỏ những yếu tố đỏ đen